Vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý anh chị, quý khách hàng nhé. Một siêu phẩm hiếm gặp trên thị trường Việt Nam. Đây là chiếc Audi Q8 sản xuất năm 2020. Đấy, và đăng ký lần đầu năm 2021. Tên tư nhân, một chủ từ đầu. Đấy, lăn bánh hơn 2 vạn cây số. Chiếc Q8 này là chiếc Q8 phiên bản S-Line nhá. Trên cái phiên bản S-Line ấy thì nó có một số cái đường LED khác so với lại phiên bản thường. Đấy, đồng thời là có la răng riêng của bản S-Line, có logo của bản S-Line trên này. Đó, đèn LED xương cá thông minh. Đó, có rửa pha và có LED định vị ban ngày. Rất đẹp đúng không ạ? Cảm biến quanh xe quý anh chị, quý hàng ạ. La răng R21 nhá. Chiếc xe này thì đầy đủ là cam 360 để xi nhan LED trên gương này. Key LED Go cho kể cả 4 cánh cửa. Và tất nhiên rồi, một chiếc xe sang, cửa hít là không thể thiếu. Và hơn nữa thì nó còn là kính không viền nhá. Chiếc xe này kính không viền, toàn bộ thân vỏ đều là nhôm. Và khung sườn thì là thép siêu cứng quý anh chị, quý hàng ạ. Đây, có gạt mưa sau này, có đèn phanh trên vây gió này. Đây, cốp chỉnh điện này. Đó, ly lông chưa bóc hết nhá. Bên dưới này rất mới này. Chiếc xe giữa cái form dáng SUV với lại cái đuôi form coupe thể thao. Đấy, đèn hậu là LED chạy dài hai bên. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Và nhờ cái form dáng coupe thể thao thì chiếc xe này có một cái không gian phía bên trong rất rộng luôn. Đó, phía bên trong rất rộng luôn nha quý anh chị, quý hàng nhá. Táp ly cửa này là da lộn này. Đấy, nhôm phay này. Đấy, đính họa tiết kim cương rất đẹp luôn quý anh chị, quý hàng ạ. Đó, có cửa gió điều hòa trên cột B này. Điều hòa tự động 4 vùng nhá, chỉnh tại đây. Và đây là cảm ứng nhá quý anh chị, quý hàng nhá, khi mà bật máy lên. Đây này. Đó, rất tuyệt vời luôn. Điều chỉnh được cả nhiệt độ lẫn tốc độ gió và auto 4 vùng độc lập quý anh chị, quý hàng ạ. Đây, em đã nói rồi là nó có cái form dáng coupe thể thao, thế nên là nó thừa hưởng ấy là cái không gian rất là rộng phía bên trong này. Đó, rất rộng, độ ngả lưng là rất là tốt luôn nhá. Và thoạt nhìn bên ngoài thì mọi người tưởng đây là một chiếc xe 7 chỗ, nhưng thực tế chỉ có 5 chỗ thôi. Đấy, thì nó ít chỗ ngồi, nhưng ngược lại là các chỗ ngồi rất rộng. Những cái chiếc xe mà kính không viền như này ấy thì khung sườn của nó rất cứng nhá, tránh vặn xoắn, chứ nếu mà vặn xoắn một cái là vỡ kính ngay. Đó, đây, ni lông chưa bóc hết. Đấy, logo S-Line ở đây. Đèn lồng chìa khóa thông minh, start top một chạm, vô lăng mới chưa mọi người, mới chạy có hơn 2 vạn cây số thôi. Rất mới, có điều khiển giọng nói đàm thoại dành tay. Đấy, tăng giảm âm lượng. Đó, rất nhiều. Đấy, bên này là thiết kế màn hình mới này. Điều khiển điều hòa tại đây. Đấy, tăng giảm nhiệt độ tại đây. Đấy, trên màn hình cảm ứng nhá. Đấy, cần số thể thao, phanh tay điện tử, auto hold hỗ trợ dừng đỗ. Đó, cảm biến quanh xe cam 360. Đó, khu vực để cốc, học để đồ phía này. Đây, ghế da mới lắm nhá quý anh chị, quý hàng nhá, rất mới luôn. À, tham quan một tí về cái khoang động cơ của chiếc xe này nhỉ. À, âm thanh trên chiếc xe này là âm thanh vòm, loa Bang Audifine nhá. Đấy, rất hay luôn. À, một chiếc xe sang thì phải được trang bị là loa thương hiệu. Đây, bật đèn lên, đẹp chưa quý anh chị, quý hàng, đẹp chưa. À, mới có hơn 2 vạn cây số thì máy còn như mới luôn. Ốc át keo chỉ nguyên bản từ nhà sản xuất. Động cơ thì như mới. Chiếc xe này còn đầy đủ bảo hành hãng nhá quý anh chị, quý hàng nhá. Tuyệt vời đúng không? Này. Đấy. Cái thân vỏ, cái khung vỏ, à cái thân vỏ nó bằng nhôm hợp kim thì nó sẽ không có cái tiếng phình 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 giống như là tôn ở trên một số loại xe nhá. Đấy,
chiếc xe này thân vỏ hoàn toàn không dính nam châm. Cam kết với quý anh chị, quý nhà hàng là nguyên bản không đâm va, không ngập nước, keo chỉ khung sườn, máy số là nguyên zin. Và hiện tại Tuấn Kiệt Auto đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà hàng với mức giá hơn 3 tỷ đồng. Đấy, và hỗ trợ trả góp 70% giá trị ngân hàng. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe này thì quý anh chị, quý nhà hàng nhấc máy liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0912669955 của anh Tuấn, hoặc là em Thuận 0337904888. Giao dịch xe trực tiếp tại cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt 79 Trần Thái Tông ạ. Xin được cảm ơn.